Hey, xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel của mình. Và mình là Phạm Trọng Thi, AK TV Style. Và những ngày dịch bệnh như thế này thì chẳng đi đâu cả, ở nhà rảnh quá không biết làm gì, chỉ ngồi xem Instagram thôi. Và hôm nay mình xem Instagram của Cristiano Ronaldo. Thì anh ấy có làm một cái challenge mang tên Living Drum Cup. Anh ấy thực hiện một cái động tác là nằm ra, giơ hai chân lên cao, sau đó sử dụng hai tay chạm vào hai phần mắt cá chân của mình, và anh ấy làm trong vòng 45 giây. Thì mình cùng xem coi Cristiano Ronaldo làm được bao nhiêu lần trong 45 giây nha. 10 giây 30 cái, hơn 30 cái. 50 cái rồi. 20 giây 63. Động tác rất nhanh. Cơ bụng của Cristiano Ronaldo thì đẹp khỏi nói rồi, chắc chắn là cơ bắp rất là tốt. 30 giây 97 cái. 110 rồi. 40, còn 5 giây nữa thôi. 40, 41, 42. Rồi, Cristiano Ronaldo có 142 lần làm thành công. Và mình cũng sẽ thực hiện động tác này xem 45 giây mình làm được bao nhiêu cái nha. Ngoài ra cái theo thống kê thì mình thống kê một số ngôi sao bóng đá khác cũng đã làm cái kỹ thuật này, và Max Cudi với 144 lần, cao hơn cả Cristiano Ronaldo. Thứ ba là Vinicius 132 lần, Clivert 126 lần, Haaland 124 lần, Fernandes 117 lần, Bonucci 107 lần, Cavani 105 lần, Semedo 92 lần, Lele Sawari 80 lần. Ok, giờ mình sẽ thử coi mình làm được bao nhiêu lần nhé. Là mình đã làm xong thử thách của Cristiano Ronaldo với 109 lần, và bonus thêm một cái giữ thăng bằng bóng trên chân mà mình có thể làm được 20 lần nữa. Rồi, anh em thử làm đi nhé. Rồi, được bao nhiêu lần có thể comment phía dưới cho mình biết. Và đừng quên like, subscribe channel YouTube của The Soccer. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về thử thách bóng đá. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào, hẹn gặp lại.